ta là ma đây, có ai sợ không? Đó sẽ là câu hỏi của rất nhiều con ma khác nhau dành cho bạn. Chúng sẽ lần lượt xuất hiện ở các khung hình rùng rợn dưới đây. Mình và bạn sẽ phải mở căng mắt thì mới bắt được chúng đấy nhé. 1. Hãy quan sát bức hình âm u tối tăm đầu tiên. Bạn có thấy bóng ma nào không? Ảnh thì thật đáng sợ đấy, nhưng mà những con ma hài hước thì có, là Nobita, Giant cùng Suneo kìa. Rồi, đó chỉ là khởi động nhẹ nhẹ thôi, bây giờ mới vào phần thử thách thật sự đây. 2. Một khung cảnh nhà xác với hành lang dài hun hút, bóng điện lờ mờ, không muốn có ma thì cũng phải có mà thôi, nó ở chỗ nào? Hù, bạn có đang nhìn không? Một con ma tóc dài thướt tha giấu mặt ở đây. 3. Nhìn vào những ngôi nhà hoang cho không ai ở tại Nhật Bản, bạn có thấy điều gì thần bí ở đây không? Đúng là ở Nhật, một con ma đúng chất Nhật ở đây. 4. Không có lý do gì mà những căn biệt thự đã từng hoành tráng mà giờ lại bỏ hoang như vậy cả. Có lẽ là những hồn ma đã cư ngụ nơi đây, bạn có thấy không? Có một ma nữ tóc dài đen thướt tha đứng bên cửa sổ nha. Đây chính là hồn ma khiến mình khiếp sợ nhất trong các loại hồn ma đấy. Bạn có cách nào giúp mình đỡ sợ hơn không? Ví dụ như thả một like cho mình chẳng hạn. 5. Một tòa nhà bỏ hoang tại Thái Lan trước đây đã từng làm siêu thị, giờ là nơi có hàng ngàn con cá sinh sống và có cả ma quỷ. Bạn có đủ tinh mắt để nhìn ra chúng không? Wow, nó ở đây. Có một con quỷ dạ xoa và một con ma đậm chất Thái Lan Kumanthong. Nhìn thôi đã ám ảnh. 6. Một khung cảnh bỏ hoang của một khu nhiễm phóng xạ khiến ai nhìn vào cũng phải kinh hãi. Bạn có dám nhìn để tìm ma không? Oh no, nó là một con quái vật ma nào đó, chẳng giống với bất cứ một con vật nào chúng mình từng biết cả. Có lẽ do nhiễm chất phóng xạ nên bị đột biến gen rồi. 7. Bên trong một siêu thị có vẻ như vẫn còn nguyên vẹn đồ đạc, nhưng thực tế đây là nơi nhiễm phóng xạ kinh hoàng tại Nhật Bản đã bị bỏ hoang vài chục năm. Bạn có thấy điều gì lạnh gáy không? Xong chắc ám ảnh 800 năm, có một con ma cầm búp bê ở góc này. Trước khi tiếp tục thì các bạn nhớ đi tè hoặc đeo bỉm vào nhé. 8. Trên sân cỏ cũng có bóng ma, bạn thấy nó ở đâu không? Là một bóng ma hài hước ở gần cầu gôn, thích thì cho vào, mà không thích thì cũng cho vào nha. 9. Con đường quanh co vắng vẻ này có giống với con đường nào quê bạn không? Bạn có cảm thấy điều gì đó là lạ, lạnh gáy ở trong bức ảnh này? Có một bóng ma vui nhộn đang lập lờ lững thững bước về phía bạn đây này. Nếu đang đi giữa đêm vắng mà có ma hài hước thế này thì bạn có sợ không hay là ngất xỉu luôn như mình? 10. Bạn đã bao giờ chơi game đến khuya không? Cụ thể ở đây là quán internet, cũng có ma ám bất ngờ, bạn không nhìn ra thôi. Có một con ma khá kinh hoàng đang bay lơ lửng phía sau ghế của bạn ngồi kìa. Nếu quá sợ thì bây giờ bạn có thể giãn cơ mắt ra một chút đấy. Câu 11. Chỉ là một khu rừng bình thường trong cảnh đêm tối, âm u sương mù mà thôi, có gì đó ở đây chăng? Nó không chỉ là một hai con ma, mà là cả gia đình ma, có tới 5 con, to nhỏ lớn bé đủ cả, choáng thật. 12. Giận người với những bí mật bên trong khu rừng, được mệnh danh là rừng tự tử tại Nhật Bản này, bạn thấy điều gì đó chứ? Không biết bạn có thấy không chứ mình là mình suýt té ngửa khi thấy bóng ma của một chàng trai trẻ treo vắt vẻo trên cành cây này đấy. Rất có thể bạn không đủ can đảm để theo dõi tiếp đâu. 13.
không phải là những ngôi nhà ma biệt thự nữa, mà là một ngôi nhà mái ngói sập sệ. Bạn hãy tinh mắt nhận ra con ma này trước khi nó phát hiện ra bạn nhé. Rồi, là hai con ma, các người đang rình mò vụng trộm cái gì trong ngôi nhà hoang này vậy? 14. Ma có thật trong ngôi nhà hoang 300 kim mã này không? Thì mời bạn ngắm nhìn và tìm ra nó nhé! Đây, nó nằm ở vị trí này, một bóng ma mờ ảo không xác định như lời đồn hư ảo của nó vậy. 15. Nhà thờ bỏ hoang thế này thì có ma nào khác ngoài ma sơ kinh dị? Đố bạn tìm thấy ở đâu đấy? Một ma sơ ở cuối hành lang và một ma sơ đeo bám trên trần nhà kia. Đây chỉ là giả thôi chứ. 16. Bạn có đủ can đảm và tinh mắt để đếm xem có bao nhiêu con ma trong nhà tù bỏ hoang này không? Đáp án là có tới 5 bóng ma, có vẻ là cả nam và nữ. Nơi đây diễn ra mọi sự trừng phạt tù tội, do đó có những cái chết khá kinh hoàng các bạn ạ. 17. Lại là một bệnh viện bỏ hoang. Mọi đồ vật còn đó nhưng lại cũ kỹ và ám ảnh. Thậm chí chiếc áo blue trắng kia cũng làm mình sợ nhắm mắt nhắm mũi rồi. Bạn có thấy gì đó nữa không? Ôi mẹ ơi, là một hình ảnh mờ ảo của một con ma có phần mặt kinh tởm. Mình thề đấy, đây là câu tinh mắt tìm ma duy nhất đáng sợ như thế này. 18. Thư giãn mắt gấp gấp với những hình ảnh ngọt ngào hơn đi nào. Bạn tập trung nhìn vào 3 bức ảnh hai cô gái mặc đồ đỏ quái dị và tìm một bức hình đặc biệt hơn nhé. Oh, một cô gái thấp hơn bị chồn một bên mắt. Và cô gái chuột mắt lại không có cả bàn tay xương sẩu, cũng khá mà đấy chứ. 19. Hey, bạn có thấy tất cả những cô gái sexy này ổn không? Câu trả lời là không. Có một cô gái đôi mắt có vấn đề cực kỳ creepy, không có lòng đen này. 20. Chuyên mục trùm cuối gây sốc bất ngờ toàn tập. Dù bạn là trai hay gái cũng sẽ đổ đứ đừ trước vẻ đẹp này của Lisa mà quên đi là mình đang tìm điểm khác đấy. Có một Lisa khác biệt nhất là hơi tròn một xíu, là đây, chị ấy không có răng. Đùa vui vậy thôi, các fan đừng gạch đá nha. Các bạn có vượt qua hết để trở thành những thanh niên can đảm nhất không? Nhớ comment mọi suy nghĩ của bạn cũng như góp ý ở bên dưới ô bình luận này. Điều đó giúp mình hoàn thiện video ngày một hay hơn nữa để mang tới các bạn. Đừng quên like, share video này và subscribe để đón chờ các siêu phẩm video bất ngờ hơn vào ngày mai nhé.